Xin chào tất cả mọi người, hôm nay Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý khách hàng một căn nhà, nhà dân gửi bán. Diện tích là 53m², thiết kế và xây dựng là 5 tầng nha mọi người. Mời quý vị theo em vào cụ thể vị trí ngôi nhà này. Thì vị trí của ngôi nhà thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Ngõ trước nhà 2m2, cách với trục đường ô tô như mọi người có thể nhìn thấy ở đây. Cách với trục đường ô tô chỉ tầm 10m thôi mọi người ạ. Rất là gần, xung quanh đầy đủ tiện ích chợ dân sinh. Diện tích của ngôi nhà này thì là 53m², thiết kế nó rất là hợp lý đây. Và từ trên phía tầng 2 xây đua ra nó khoảng tầm 60m nha mọi người. Đó, mặt tiền thì rất là rộng, mặt tiền hơn 8m cơ mọi người ạ. Hướng nhà thì là hướng đông nam, rất là mát. Đây, như mọi người có thể nhìn thấy thực tế luôn ngôi nhà này. Đấy. Và bởi vì là cái chủ nhà thì có nhu cầu chuyển đổi về công việc nên là muốn nhờ Ngọc Ánh bán. Ở đây có hai cửa nha mọi người, một cái cửa ngách ở đây và một cái cửa chính. Đấy. Cửa chính của ngôi nhà thiết kế hai lớp. Bên ngoài là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện. Đó, và bên trong là cửa gỗ. Đây nha mọi người. Với căn nhà này thì chủ đầu tư có để lại toàn bộ đồ nội thất. Và giá chào bán nếu như mà để lại đồ nội thất là 2.600.000.000 đồng. Còn nếu như mà mọi người không lấy đồ thì giá thì sẽ thương lượng thêm với chủ đầu tư nha mọi người. Đây là phần phòng khách. Thì thực tế là nhà này thì Ngọc Ánh không muốn chia sẻ quá nhiều về cái bên trong, bởi vì là cô chú chủ nhà đã lắp đặt đầy đủ, cũng như là kê thiết bị cũng như là đồ nội thất ở trong nhà rồi. Thì mọi người có thể nhìn thấy luôn. Đó. Đây là phần phòng khách nha mọi người. Rất là rộng và rất là thoáng. Vị trí của ngôi nhà thì rất là gần với trục đường ô tô. Và diện tích thì nó là lớn mọi người ạ. Diện tích 53m trên sổ đỏ cơ. Và thực tế xây dựng thì Ngọc Ánh chia sẻ rồi, trừ từ trên tầng 2 xây đua ra rất là lớn nha. Đây là phần phòng bếp của ngôi nhà. Bếp đây mọi người ạ. Và đây chủ nhà đây mọi người nha. Đây là phần phòng bếp. Đấy, thực ra là cô chú cũng đã kê luôn đồ ở đây, là cái bộ bàn ăn rồi. Và đây là tủ bếp đây mọi người này. Đó. Nhà này thì chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Đồ nội thất thì cô chú có để lại rồi. Đó. Bác nào mà muốn những cái nhà mà nhà dân xây diện tích rộng thì đây là một căn nhà vô cùng hợp lý để cho mọi người lựa chọn. Đó. Đây là phần tầng 1. Ngoài ra tầng 1 còn có một nhà vệ sinh nữa nha mọi người. Căn nhà này phải nói cực kỳ mát luôn đấy mọi người ạ. Và mời mọi người theo em lên trên phía tầng 2. Tầng 2 của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà thiết kế như thế nào nha. Trên tầng 2 của ngôi nhà này thì là thiết kế theo kiểu ở đây một cái phòng nhỏ mọi người ạ. Nói chung là cái này thì là tùy cái công năng sử dụng của mỗi người. Ở đây thì chú ý, ở đây cô chú thì có để đây một cái giường để làm phòng nghỉ mọi người ơi. Hoặc là mọi người sau này về thì có thể làm phòng làm việc, phòng sách. Trên tầng 3 của ngôi nhà thì tầng 3 và tầng 4 thì thiết kế mỗi tầng 2 phòng ngủ. Mời mọi người theo em. Toàn bộ cái ngôi nhà này mọi người ạ, từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà thì mặt bậc của bậc là toàn bộ là lát đá đen trắng. Và tay vịn cầu thang thì là gỗ lim từ tầng 1 cho tới lên tầng 5. Tầng 3 của ngôi nhà thiết kế 2 phòng ngủ cực kỳ rộng nha mọi người. Mời mọi người theo em vào căn phòng ngủ thứ nhất. Đây. Nói chung đồ đạc có như thế nào thì Ngọc Ánh quay luôn để mọi người có thể cảm nhận được nhá. Căn nhà này có ban công hướng ra phía bên ngoài đây. Rất là rộng. Đây là ban công mọi người nha. Ban công mở hướng đông nam thì rất là mát. Với cái diện tích căn phòng ngủ này nó khoảng tầm 30m² mọi người ạ. Riêng với cái diện tích căn phòng ngủ này thôi. Có giường này, tủ và đồ đoàn đầy đủ hết rồi. Với căn nhà này thì chỉ việc dọn đồ về và ở ngay thôi. Mọi người chỉ cần nhìn ở trên video giúp em thôi. Chứ còn đồ đạc thì nó... Mọi người ở đây chủ nhà đã sắp sẵn rồi ấy. Ở trên phía tầng 3 này còn một căn phòng ngủ nữa. Đây phòng ngủ đây mọi người ơi. Căn một phòng ngủ tiếp theo cũng là có đầy đủ điều hòa, cửa sổ rất là rộng, rất là thoáng. Và mời mọi người lên theo em lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà. Với phía tầng 4 của ngôi nhà thì cũng thiết kế gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh mọi người ạ. Đó, và phòng ngủ trên tầng 4 đây. Riêng cái ngôi nhà này thì cái điểm nhấn của nó là phòng ngủ rất là lớn. Phòng ngủ của nó diện tích là 30m. Đây như mọi người có thể nhìn thấy đây. Chủ nhà kê hẳn 2 giường ở bên này mà vẫn còn đầy đủ không gian để sinh hoạt.
có ban công hướng ra bên ngoài nha. Diện tích 53m² cơ mà mọi người, rất là rộng, rất là mát. Đầy đủ nội thất. Còn một căn phòng ngủ nhỏ nữa ở tầng 4 đây. Nói chung là phòng nào chủ nhà cũng lắp đầy đủ hết giường, tủ rồi rèm rất rồi mọi người ạ. Chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Phần còn lại của ngôi nhà là tầng 5. Mời quý vị theo em khám phá tầng 5 của ngôi nhà. Và tầng 5 của ngôi nhà thì thiết kế như sau, gồm một phòng thờ, một khu vực để máy giặt và một sân phơi. Mọi người ơi, đây. Đây là phần phòng thờ của ngôi nhà. Đó. Nhỏ nhắn nhưng mà cũng khá là hợp lý. Từ vị trí của ngôi nhà này thì cách với bến xe Nghĩa khoảng tầm 4 km, cách với lại ở khu đô thị Đô Nghĩa 2 km nha mọi người. Cách ngã tư Lê Trọng Tấn nó rơi khoảng tầm 3,5 km, đi lại cũng rất là thuận lợi. Đây là phần sân phơi, rất là rộng. Và trên phía tầng 5 này thì là có lắp sẵn cái mái ấy, mái tôn chống nóng rồi nha mọi người. Đây là nhà dân gửi bán cho nên Ngọc Ánh quay nó cũng chỉ có như thế thôi mọi người ạ. Tất cả trên cái video này thì Ngọc Ánh xin nhắc lại với mọi người, diện tích là 53m² trên sổ đỏ. Tuy nhiên từ thực tế thì tầng 2 của ngôi nhà, tầng 2, 3, 4, 5 thì được xây đua ra nó khoảng tầm 60m. Rất là rộng, diện tích sử dụng vô cùng rộng luôn. Và mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa cụ thể về ngôi nhà này thì vui lòng gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người nhớ like video giúp em và nhớ đăng ký kênh để có thể là những khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản nhà tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.